Chào các bạn, tôi xin giới thiệu qua về cái thiết kế của shop house tại dự án Heritage Westlake với 5 căn shop house 1 tầng tại tòa căn hộ thì sẽ có diện tích từ 53 đến 67 mét vuông, có mặt tiền ngang sẽ khoảng tầm 5,3 m và đặc biệt là chiều cao phong thủy sẽ là khoảng 6,5 m. Chủ đầu tư sẽ bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và để thô ở bên trong và đầu chờ điện nước. Riêng đối với căn shop house tại tòa Soho thì sẽ có mặt tiền ngang sẽ khoảng tầm từ 5,8 m và có chiều cao tầng 1 là 5 m, chiều cao các tầng 2, 3, 4, 5 sẽ khoảng 3,5 m. Như vậy thì là quý vị có được một cái không gian kinh doanh kể cả shop house 1 tầng đến shop house 4-5 tầng thì vô cùng thuận tiện và rất là thoáng. Với cái loại 1 tầng với 6,5 m thì sau khi quý vị nhận bàn giao thì quý vị có thể đề xuất một cái thiết kế để ban quản lý dự án có thể duyệt cho một cái thiết kế rất là hay, là thêm một cái gác lửng để tăng cái không gian kinh doanh của quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và may mắn và sở hữu được những căn shop house tại dự án Heritage Westlake tại 675 và 677 đường Lạc Long Quân, kết nối hai trục rất là lớn, đấy là đường Lạc Long Quân và bên tay phải tôi là đường Võ Chí Công nối thẳng ra sân bay Nội Bài. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công.